À, cảm ơn nhô. Hai mình ăn này. Còn nào cũng bỏ. Thì cần. Tôi chỉ người ta lấy hết rồi.
đấy. Hái nhiều đấy. Quả đấy chắc ngon thì cứ nhìn để đấy. Đây là một quả to nữa nha. Đâu ạ? Đi ăn này. Chín rồi mà. Qua tiền cân đấy. Đây, quả nào ngon bê ra đi chị Tiểu. Chị bỏ quả này ấy. Đây đấy, quả này đi. Quả dọc nhá, em được cắt. Đây á, chị bỏ mày lau được hả? Theo mì rau láng lắm. Ai bán rau quả này ngon lắm. Quả này là ngon mà. Kiếm nó nha quả đấy á. Lấy bên này. Bây giờ mình gì? Cho em một nửa. Kia còn nhiều mà. Kia sao gì đang ngon? Em một nửa chị, cho em một nửa. Ép chung cái này đi. Này nhà này à, đây còn cái quả này. Vì anh vào đây đấy. Yên tâm, ngon như nhau. Chắc chị hai 30.000 đấy. Chị 30.000. Trả đáng bao nhiêu đâu bà. Tao thì căn luôn. Cái này chắc không đến một lạ. Bắt xe xe. Vâng. Đúng rồi. Đúng rồi. Không, không, không. Lên một miếng thôi. Là chị muốn nghỉ lên miếng. Cho bà ngủ. Cho bà ngủ. Xem chứ. 27. 28. Em tính tiền. 28 một cân là 25.000. 28, 16, 58, 40. 35.000. Phải không? 35, 37.000. Bố một quả. Vâng vâng. Chị lấy tiền đấy nhá. Nhưng mà phải ngủ thế. Okay. Cân 7. Cơm mà. Nó giá có tiền không? Giá 7 luôn. Chị ơi. 3 cân 7. 26 cân á. To nhất kia kìa, chín nhất đấy. Đi làm gì á? Chị mua mít. Đi bán hay mua? Mua. Mua. Cái gì nó? Áo bướng này ạ. Áo bướng ăn. Ừ. À cảm ơn nhờ. Ừ, áo bướng. Còn ai là ăn đâu? Đó. Chín chưa? Chín rồi, ngọt chưa? Đúng thế. Quả này ngọt hơn chai mà y chang. Còn nữa. Còn chín trên cây hôm qua cắt nó chín. Chết thử một quả này nhá. Bỏ quả đi đấy. Bỏ quả nhá. Đấy, ăn đi. Đã bỏ nhất chứ không quả nào như quả nào. Nhớ đâu quả nó là chín hơn rồi cháu. Từ từ chắc ngon hơn đấy chị ạ. Ừ, nó tất nhiên nó ngon hơn. Ủa, mùa đông luôn. Có bụi áo à? Rồi em có chín nọ nó. Chết mày, hai mình ăn này. Ô, chắc quán này nhiều hơn nhá, nhiều hơn. Quả này ngon hơn. Thôi bộ đi chọc người ta còn mua. Lấy cho em một nửa đi. Lấy đi. Lấy cho chị nửa này. Chết mẹ nè. Hay là chứng cấn nữa. Okay, okay. Ăn bên nào? Cháu ăn bên nào? Ba bạn ở đây. Cứ đầy này. Đầy cân dưới. Thích cho em miếng này đi. Cả miếng luôn. Đấy. Cân cho chả anh luôn. Ờ cái này chưa nhiều hơn bên này. Bên này nhiều hơn. Nó cái hẻ. Nó cái hẻ. Một bữa xong về. Cứ nhận được cho. Ba cân này ơi, ba cân này. À, chàng hai đó. Anh này là ngon hơn rồi. Đáng lẽ mốt được vậy vậy. Anh này là 75.000 em ơi. Đấy là
Cảm ơn được không? Ăn này, ăn đi. Con cho ba chén nữa. Quả này bị sâu đen rồi. Cái này chín à? Bà có mua ở đây không? Mua liều mà. Thật nhiều con chó. Con 25.000. Ô, bán mít à? Cái chơi tôi có ăn được không? Bù. Ăn được mấy hông? Ăn liền. Bây giờ cho chị lấy không nhé? Bà chín cơ. Cái kia bên này. Bố đôi nó. Cái này nó ăn thật thật nhưng mà hình như nó lại ngọt hơn sao á. Nó ngọt hơn. Cắt cho chị vậy. Cắt cái này. Lấy một miếng đi. Có lấy một miếng gì ăn hết. Mình. Cái kia nó ngọt. Rồi. Cắt vào sầu sầu thì để ăn luôn. Ăn luôn. Cắt luôn nhá. Cắt có thể cân xuống cân tư 30.000. Đây cả quả. Thế cái nữa em không nghe bán gì ấy. Chắc to hơn mấy là. Ủa như phồng như em vừa rồi nó cũng như phồng á. Để. Thì cái này mà mua tại ăn thôi. Cái nào cũng bên này ấy. Đấy.
bốn bốn hai đấy. Xe máy thôi. Gần xe máy. Xe máy. À, mùi ngon rồi không này, phải ăn cao khoảng. Chị phải chốn tùm lên này cơ ạ. Tối nay này phút này thì chia kìa. Đây con mua rồi phút lại, phát hát nồi bữa hát lại á. Đào nóng phút lại. Này con mày chặn lùa chứ à? Em làm chặn tiếp. Quá này 9 giờ thì 9 giờ mà? Mà 35 thì tụi mà mà ấy cân ba mình thấy hỏi lấy không? Đây cần bao nhiêu? Cân 25 hả? Cho bảo một miếng thì nghe được. Cân 7. Em hỏi lên nó. Anh hỏi lắm à. Một má. Bà thử đi, bà thử tí xem. Nó bỏ ra cái đâu chứ. Em cũng không biết cắt. Cắt 25.000 cô ạ. Đặt mà. Cô thử. Chính người ta còn lấy hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
to go to the house. Dê lấy tầm đâu em? Quả này có thể con vàng này vàng ấy, nhìn cái này ngoài nó xanh như này vàng luôn. 10.000 một cân. Cân 3 chị ạ? Cân 25 ạ? 3 lạng 7.000. Dạ, lấy 30.000. Rồi, kiếm máy đuổi vô. Cái nào không? Cái này không. Mua đâu được 33 cân, 2 cân. Cái này à? Ủa? Cái này màu bằng cái này không? Cái này giống như quán này chín chưa? Chín mà. Học gì à? Cái này chắc bằng miếng miếng ăn không bị ăn, không có mà ăn. Ui, ngon quá. Anh nhìn miếng nào? Cái này đủ 2 cân đi. Ngồi cầm đấy.